Hồi nay mình quay cho anh em chiêm ngưỡng về hai cái lồng bản limited nha anh em. Bản limited lý do là sao? Đây là hàng sản xuất cho theo yêu cầu của hai ông thầy của mình ha. Đó. Bữa trước anh em nào đã thấy cái đầu mà kiểu như là cái đầu hiệu lạ chút béo rồi, phải không? Nay lên tiếp cho anh em thêm một cái lồng Simsi hiệu chút béo đó nè anh em. Đó, lồng Simsi billet nguyên khói nha, lồng phơm nhỏ, lồng này dài ít xịt à. Xe 50 và lồng dài có 80 mấy cm nè anh em ơi. Đó, lồng hiệu thương hiệu chút béo. Đó. Lồng Simsi billet nguyên khói nha anh em. Đó, lồng chạy phơm 3D. Ai đã từng cầm cái lồng, những cái mẫu lồng bên mình là sẽ biết là nó quyết đỉnh ha. Chứ không phải là này kia hết. Nhiều người làm lồng lắm nhưng mà ai đã xài cái lồng bên mình là hầu như là mua một cái rồi sẽ mua được cái thứ hai. Đây, còn đây là lồng của ông thầy T54. À, mình nói ông thầy này chắc nhiều anh em biết nè. Ông thầy này là trên Đắk Lắk nha anh em. Quá đã anh em ơi. Rồi, mấy anh nào mà cần xài thì cứ alo Quốc Thắng nha. Quốc Thắng sản xuất đặt hàng cho anh em bản limited theo ý của anh em luôn nè. Quá đã. Giá chỉ có 3 củ mấy cho cái vỏ lồng này thôi nha anh em. 3 củ mấy một cái nha. Đó, 3 triệu mấy một cái vỏ lồng này. Anh em cần xài thì cứ alo em nha. Chỉ vỏ lồng nha anh em, về Yoshimi này kia. Còn đây là mình đã thiết kế là chỉ chích 4 lỗ định tâm. Để chi có nhiều anh em mà về xài trái viên 52, 53, 54 thì cứ chích khoan theo lỗ bù rông. Còn anh em nào về sổ 58, 60, 62 đó thì lúc đó ông thợ tiện người ta dời lóc như nào tao cũng khoan lỗ bù rông theo lóc nha. Đó, mình làm một cái là để đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của khách hàng đó, chứ không phải là mình sản xuất ra là mình phải tính được những cái con đường khác nữa để cho mình dễ xài ha, chứ không phải sản xuất một cái thì mỗi lần có thay đổi tùm lum mà lắm.